Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi hội nghị cán bộ y tế. Trong phần nói về thương yêu người bệnh, người nhấn mạnh, người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú, chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Vâng, xứng đáng với sự phó thác này, tập thể các y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã mang lại hy vọng cuộc sống mới cho nhiều bệnh nhân được ghép gan thành công, một trong những kỹ thuật khó nhất của ghép tạng. Khi cháu đã được hơn 3 tháng là bắt đầu phát hiện ra bệnh. Một số bác sĩ thậm chí còn không cả biết rõ về cái thông tin về cái bệnh này. Đấy, và thực sự đến sau đó thì là gia đình cũng cũng sốc quá lắm. Nghĩ thật sự gia đình có đã có những lúc gọi là nghĩ đến gọi là cái điều cuối cùng. Một tia hy vọng đã đến với gia đình khi em đã được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ định ghép gan từ người cho sống, người thân trong gia đình có chỉ số phù hợp. Ca phẫu thuật kéo dài hơn một ngày đã được thực hiện thành công bởi sự phối hợp của 30 các y bác sĩ liên khoa trong bệnh viện. Thì trộn viên là cậu với cháu lại phù hợp thì lại tiến hành của cậu. Và nhà em là trải qua 3 lần xét nghiệm, 3 lần hồ sơ thủ tục ạ. Và mỗi lần không được cái này, cái nhà là bắt đầu lại thất vọng. Bé nhà em được như ngày hôm nay là nhờ các bác sĩ là chính ạ. Các bác sĩ là người đã coi như đã sinh ra bé nhà em lần thứ hai ạ. 17 ca ghép gan đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong năm 2022, có kết quả tốt. Đây cũng là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam. Trong đó đã thực hiện các ca ghép gan đòi hỏi kỹ thuật khó, bệnh lý phức tạp như bất đồng nhóm máu, ghép gan cho trẻ ung thư gan, bệnh lý di truyền, đặc biệt là ghép gan được cho bệnh nhi có cân nặng thấp. Ghép gan ở trẻ nhỏ thì nó lại còn khó hơn nữa bởi vì là trở ngại về mặt giải phẫu cũng như là cân nặng của em bé, và đặc biệt là ghép gan ở trẻ nhỏ đa phần là ở những đứa trẻ có bệnh nền, làm sao cho cái ca ghép thuận lợi nhất về mặt giải phẫu, tối ưu về mặt phẫu thuật cũng như là các cái chăm sóc hậu phẫu và điều trị tích cực sau ghép vô cùng quan trọng. Mỗi một ca thì đều là một cái cuộc chiến của chúng tôi. Thì đòi hỏi rất là nhiều khâu, từ cái khâu mà sàng lọc trước mổ, cái chỉ định mổ là rất là quan trọng, phải sàng lọc được cái mảnh ghép nó có phù hợp với em bé không. Ngoài nỗ lực của từng cá nhân ấy, thì cái tính đoàn kết là rất là cao, đoàn kết và phải đại đoàn kết thì thành công mới đại thành công được. Nhờ sự đoàn kết, phối hợp của tập thể các y bác sĩ, sự sống của nhiều em bé đã dần được hồi sinh dưới những đôi bàn tay khéo léo, cùng với trái tim yêu thương, đúng như lời bác Hồ dạy cán bộ ngành y. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn.